Quý phụ huynh thân mến hôm nay thì à, à, tôi rất là vui và rất là à, vinh dự được giới thiệu với quý phụ huynh về một cái chương trình à, hết sức là đặc biệt dành cho các cái gia đình có con học à, đang học trong cái chương trình phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 chương trình này được gọi là chương trình siêu trí nhớ học đường à, giúp các con biết cách học và không có phải cực nhọc trong quá trình học tập nữa và chương trình này thì gồm có những cái uh, nội dung uh, hướng dẫn uh, cho các con học tập thành thạo bằng cái phương pháp siêu trí nhớ từ lớp 1 cho đến lớp 12 và toàn bộ chương trình này thì quý phụ huynh chỉ cần uh, đầu tư một lần và cho con học chọn trong vòng 12 năm uh, về ban huấn luyện của chương trình này uh, bao gồm uh, thầy uh, uh, Nguyễn Phùng Phong là một cái kỷ lục gia siêu trí nhớ thế giới và thầy cũng là cái um, chủ tịch của tổ chức trí nhớ việt nam và thầy là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển siêu trí nhớ việt nam và đã đưa rất là nhiều những cái đưa nhiều những cái học viên đi thi quốc tế, thi thế giới và ban huấn luyện của chương trình còn còn gồm có những cái kỷ lục gia những cái thầy cô như là siêu trí tuệ thầy phạm ngọc bình cô võ thị thái vượng cô trần thị xuân hương xuân và uh, các cái um, học viên là những cái uh, những cái người đã đạt được những cái thành tích rất là uh, cao trong uh, học tập và những là học viên uh, xuất chúng như là uh, siêu trí tuệ Diệu Linh uh, nhà vô địch siêu trí nhớ Phương Trinh hay là siêu trí nhớ uh, Thu Hiền uh, kỷ lục gia Huỳnh Lâm Tính rồi uh, kỷ lục gia trí nhớ Minh Thanh hay là siêu trí tuệ Gia Hưng uh, đây là những cái uh, huấn luyện viên và bên cạnh đó còn có cái đội ngũ uh, hỗ trợ uh, gồm uh, những cái thầy cô có chuyên môn uh, giảng dạy từ lớp uh, 1 đến lớp 12 các bộ môn và các bài giảng của uh, các bài giảng uh, các cái nội dung ở trong sách giáo khoa của các em của tất cả các môn học sẽ được các thầy cô uh, các cái huấn luyện viên sẽ truyền thể chuyển đổi uh, chuyển đổi cái nội dung và uh, hướng dẫn cho con em của chúng ta cái cách áp dụng siêu trí nhớ vào học tập để các con các con có thể học tập một cách uh, 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 nhanh nhẹ và uh, không có mệt mỏi không có áp lực nữa và uh, từ đó các con sẽ có nhiều thời gian hơn để các con được vui chơi được uh, học hỏi những cái kỹ năng sống và được uh, được tham gia vào các cái cuộc thi và điều đặc biệt là trong cái uh, chương trình siêu trí nhớ học đường này thì thầy có um, thầy nguyễn phùng phong cũng như là tâm trí lực thì có tổ chức ra các cái cuộc thi tháng, các cái cuộc thi tháng để cho các con tham gia vào các cuộc thi này và các con khi tham gia vào cái chương trình siêu trí học đường này thì các con được đồng hành và học trong vòng 12 năm cùng với thầy nguyễn Hùng phong và tâm trí lực và từ đó các con cũng có một cái cộng đồng những cái học viên xuất chúng để các con giao lưu, các con học hỏi và các con có cái cơ hội được tham gia các cái cuộc thi về siêu trí nhớ, siêu trí tuệ ở khu vực trong nước và quốc tế À, nếu quý phụ huynh quan tâm đến cái chương trình này để giúp cho con em của mình à, học tập một cách à, nhẹ nhàng hơn và các con có thêm cái à, hứng thú, cái niềm vui trong học tập để các con không còn à, mê game cũng như không còn à, à, không còn mê game và không còn à, à, sao nhãng trong việc học thì hãy bình luận ở dưới cái video này và À quý phụ huynh hãy đọc thêm cái phần mô tả của video bởi vì ở đó có nói cụ thể những cái chính sách ưu đãi cũng như là những cái chương trình khi mà quý phụ huynh chương trình ưu đãi khi mà quý phụ huynh đăng ký sớm. Và nếu có câu hỏi gì thì đừng quên hãy gọi điện cho số điện thoại ở dưới cái phần mô tả của video. Xin cảm ơn quý phụ huynh và hãy đăng ký sớm để được cái chính sách ưu đãi.